Bạn là cạ cứng của sữa đậu nành và sữa hạt nói chung, nhưng lại lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm. Bạn mất hàng giờ đồng hồ với những công cụ, công đoạn lỉnh kỉnh để làm sữa đậu nành. Những vấn đề này sẽ được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng với máy làm sữa đậu nành. Tuy nhiên, giữa thị trường quá đỗi đa dạng các thiết bị, thì tìm được một chiếc máy làm sữa đậu nành loại nào tốt quả là một bài toán khó. Vì vậy trong video này, mình sẽ đưa ra những tiêu chí cần biết trước khi mua máy làm sữa đậu lành. 1. Chất liệu bộ phận máy bền bỉ, an toàn. Để đảm bảo độ bền cao, máy phải được làm từ những chất liệu nhựa cao cấp như ABS hay PP. Các chất liệu này không chỉ dễ vệ sinh mà còn an toàn với người sử dụng. Đồng thời các bộ phận khác như lưỡi dao, bình đun hay đế chống trượt cũng vô cùng quan trọng. Với bình đun sữa là bộ phận quan trọng vì thế cần được làm bằng những chất liệu tốt như thép không gỉ hay inox. Những chất liệu này chịu nhiệt cao, cách nhiệt tốt vì thế kéo dài tuổi thọ máy, đồng thời không gây rỉ sét, rất an toàn khi dùng. Với lưới lọc, ngoài bình đun sữa, thì lưới lọc cũng là bộ phận cần quan tâm. Nếu lưới lọc được làm từ chất liệu không tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa đậu nành tạo ra. Vì thế bạn nên chọn những loại máy có lưới lọc được làm từ inox hoặc nhựa cao cấp. Cũng lưu ý thêm, các lưới lọc có lỗ li ti sẽ lọc bã đậu nành tốt hơn các loại lưới lọc khác. 2. Máy có dung tích phù hợp. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như số thành viên trong gia đình mà bạn lựa chọn sản phẩm máy làm sữa đậu lành tốt và phù hợp nhất. Thông thường, cơ thể người cân bổ sung từ 300 đến 500 ml sữa đậu nành hàng ngày. Dựa trên tỷ lệ này, nếu như gia đình bạn có khoảng 3 đến 4 thành viên thì một máy làm sữa đậu nành thường có dung tích chứa 1 đến 2 lít là hợp lý nhất. Bạn không nên mua những loại dung tích máy quá lớn nếu nhu cầu sử dụng ít vì có thể gây lãng phí. Tuy nhiên cũng không mua máy có dung tích đựng quá nhỏ khi nhu cầu sử dụng nhiều. 3. Công suất máy tương ứng với nhu cầu. Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi mua máy làm sữa đậu nành đó là công suất hoạt động của máy. Nếu như mức sử dụng của gia đình cao, bạn nên mua những máy được thiết kế công suất tối thiểu từ 800W. Công suất hoạt động cao đồng nghĩa với dung tích máy lớn, vì thế bạn nên xem xét kỹ trước khi quyết định. 4. Tính năng, công nghệ. Thay vì một chiếc máy chỉ biết xay, nghiền, người tiêu dùng thường quan tâm và ưa thích những sản phẩm được tích hợp nhiều chức năng. Hiện nay với sự cải tiến không ngừng, các máy nấu sữa đậu nành không chỉ chế biến riêng đậu nành, mà còn có thể chế biến cả các loại hạt dinh dưỡng khác. Người dùng có thể thoải mái biến tấu các loại sữa khác nhau theo ý thích của mình. 5. Giá máy làm sữa đậu nành. Tùy thuộc vào mẫu mã, chất liệu, kiểu dáng, chức năng và thương hiệu mà giá máy làm sữa đậu nành được bán với các mức khác nhau. Hiện nay giá bán dòng sản phẩm này dao động từ 500 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên người tiêu dùng thường lựa chọn sử dụng các sản phẩm ở phân khúc từ 500 đến 2 triệu đồng, không chỉ bởi mức giá hợp lý, mà các sản phẩm đều đáp ứng đúng và đủ nhu cầu sử dụng của người dùng. 6. Xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Thông tin xuất xứ sản phẩm luôn là yếu tố quan trọng mà người mua cần nhớ tới trước khi mua sản phẩm. Nếu không may mua phải sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, máy hay hỏng hóc bạn sẽ không thể kiện lại nhà sản xuất. Trong thời buổi kinh tế hội nhập như hiện nay, các loại máy giả, nhái được bày bán tràn lan trên thị trường, việc kiểm tra kỹ lưỡng là vô cùng cần thiết. 7. Thời gian bảo hành máy. Thông thường các sản phẩm máy làm sữa đậu nành hiện nay có thời hạn bảo hành kéo dài, trong 1 đến 2 năm. Để đảm bảo yên tâm sử dụng, người dùng nên mua những sản phẩm có thời gian bảo hành dài. Vừa rồi là những tiêu chí cần biết trước khi mua máy làm sữa đậu nành. Mong rằng các review phía trên sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.